hé lộ cơ hội hiếm có chấn động thiên hạ về hậu vận tuổi Kỷ Mùi 1979 từ 45 đến 55 tuổi, tuyệt đối cấm ba điều này, kẻo mất sạch của cải, lụi bại cả nhà, tránh được là tài lộc bùng phát, đổi đời giàu sang. Đoán xem số mạng Kỷ Mùi, mạng hỏa là lửa chơi vơi trên trời, thuận xanh sung sướng biết bao, xuân hạ xanh đào như cua gãy càng. Thu đông cực khổ lỗi thay, sâu sáu cũng khổ tạo tần lo âu. Tình duyên lỡ giờ buổi đầu, phải duyên chắp nối mới mong sắt cầm. Vợ chồng gặp gỡ xứ xa, khác làng khác xá mới là an thân. Số người thân cận người sang, trên thì yêu mến dưới hay thương tình. Tuổi trẻ khó đặng yên thân, trở về hậu vận phước lai thanh nhàn. Quý vị tuổi Kỷ Mùi thân mến, cổ nhân từng nói, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy thấp hơn người khác một bậc, phú quý và hào hoa cũng không cho thấy hơn người ta một cấp. Khi con người sống ở đời, không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại khó khăn và thất bại trực cho sẵn. Điều này còn phụ thuộc vào thời vận. Vậy thời vận là gì và liệu con người có thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây là lời trăn trở đã được truyền qua nhiều đời người. Có người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của. Có người dù tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ. Người đời hay gọi đó là do chưa gặp thời. Từ đó để tận dụng thời điểm vàng, nắm bắt cơ hội xoay chuyển vận mệnh, các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dày công nghiên cứu và nhắc mệnh cho tuổi Kỷ Mùi 1979 từ năm 45 đến 55 tuổi. Trước đây, tuổi Kỷ Mùi 1979 vận trình không ít khổ nạn, khiến bệnh tật sát thân, tài sản tiêu tán. Nhưng vì lúc sinh thời đã phải chịu nhẫn nhịn, chịu đựng vô số bi nhục uất ức, người đời chèn ép, kẻ giam hãm hại, nên từ năm 45 đến 55 tuổi cần cấm ba điều này là mọi khổ nạn trong đời lập tức gia hoán thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại. Tai qua nạn khỏi, trường thọ hưởng phúc, ba đời thịnh vượng. Vậy ba điều cần tránh xa là gì? Vận trình của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ được an bài như thế nào từ 45 đến 55 tuổi? Mời quý vị cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Cuộc đời ai chả mộng mơ, có ai không ước ngồi chơi cũng giàu. Cuộc đời có dễ vậy đâu, không quyền chẳng thế còn lâu đổi đời. Một chân chẳng dễ lên trời, phong ba bão táp mấy người thành công. Ai mà chẳng muốn ngồi không, thoát ly cái kiếp làm công cả ngày. Ngày ngày chịu những đắng cay, mỉa mai chửi bới đọa đầy tấm thân. Bữa cơm chưa xuất định phần, nuốt vào trong họng nghẹn gần 10 giây. Ăn cơm gạo mốc qua ngày, cà ươn rau cặn, dạ dày đớn đau. Có ai không muốn làm giàu, thôi đành nhịn nhục để mau về nhà. Vâng, thưa quý bạn tuổi Kỷ Mùi, nhiều người trong chúng ta đều mong muốn có nhiều tiền, cuộc sống dư dả thoải mái, phải không ạ? Nhưng thường tiền kiếm về thì ít mà tiêu đi thì nhiều. Có người làm ngày làm đêm mà tiền tiêu vẫn không khi nào đủ. Người thì ăn bữa nay lo bữa mai, rơi vào cuộc sống cơm áo, gạo tiền, chẳng lối nào thoát ra. Và anh chị tuổi Kỷ Mùi đến nay đã 45 tuổi. Dù đã tích lũy được chút của cải, nhưng đủ thứ phải lo từ trên trời rơi xuống tuổi này, mệt mỏi đến ngạt thở. Vậy anh chị đang có những nỗi trăn trở nào? Hãy chia sẻ cùng Phú Quý Phát Tài nhé! Anh chị có biết không, tuổi Kỷ Mùi luôn vui vẻ sống chân thực và thân thiết với mọi người, rất dễ động lòng trắc ẩn với những bất hạnh của người khác. Tính cách của những người sinh năm Kỷ Mùi rất hiền lành, thậm chí hay tỏ ra xấu hổ, bẽn lẽn. Nếu được phát huy hết mọi sở trường, sẽ trở thành những nhà nghệ thuật đầy tao nhã hoặc có tính sáng tạo cao. Còn nếu không có những thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ sẽ trở thành con người bi quan, chán nản và buồn bã. Tính cách của người tuổi Mùi được xếp vào hàng rụt rè. Với những người có tính cách bạo dạn tuổi Kỷ Mùi thì sẽ là người tao nhã. Nếu là công nhân hay quản lý, bạn cũng mang cho mình phong thái điềm đạm và chắc chắn. Khi sự nghiệp và các mặt khác của họ đi xuống, họ thường là người buồn thương đa cảm, thậm chí là kẻ bi quan chán đời. Người tuổi Kỷ Mùi thường yêu cầu nghiêm khắc về ngoại hình và cách nghĩ của mình, vì thế dễ rơi vào trạng thái không thống nhất. Khi bị dọa nạt, bản mệnh thà nuốt giận không nói chứ không muốn giãi bày quan điểm của mình, càng không muốn thể hiện sự mất hứng. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi để thấy bạn vẫn kiên trì với quan điểm của mình trong thế giằng co của sự trầm mặc. Đây là những người sống nội tâm khép kín. Bạn mệnh không phải là những người thích sống chống đối hay đấu tranh khi có điều gì không vừa ý. Họ thích cuộc sống lúc nào cũng tươm tất bằng phẳng, không có những khúc quanh, không có những đoạn gồ ghề. Lúc nào cũng phải là một con đường trải nhựa sạch sẽ. Là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế, bản mệnh luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Người tuổi Kỷ Mùi chính trực, hiền lành và dễ cảm thông được với nỗi khổ của người khác. Là người vị tha, độ lượng nên họ dễ tha thứ cho sai lầm của người khác. Biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để biết được những khó khăn của họ, hiểu và thông cảm cái lý của người khác. Những người tuổi Kỷ Mùi bằng những cử chỉ tế nhị, rất giàu lòng thông cảm với người khác. Họ cũng ít khi phê bình người khác. Người tuổi Kỷ Mùi không thích sự thay đổi và sự xung đột nên bản mệnh luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ quan hệ tốt với mọi người. Đồng thời bạn cũng là người chu đáo, luôn cẩn thận để không làm tổn thương bất cứ ai. Trên hết, người sinh năm Kỷ Mùi là người được bạn bè ngưỡng mộ và dễ hòa đồng. Ưu điểm của người tuổi Kỷ Mùi nằm ở chỗ họ luôn suy nghĩ chu toàn và sắp xếp công việc ổn thỏa. Tinh thần cầu tiến, giỏi xã giao, tính cách lại hiền hòa nên họ được lòng nhiều người, bạn bè khắp bốn phương. Tuy nhiên, thực sự thì tính cách của người này khá hướng nội, hay suy nghĩ nhiều, bên trong và ngoài mạnh mẽ là nội tâm khá yếu mềm. Người này đa sầu đa cảm, tinh tế nhạy cảm, chu đáo với những người xung quanh. Xem đến đây thì có lẽ nhiều anh chị nóng lòng muốn biết đến phần sự nghiệp, rồi cuộc đời thiên cơ như thế nào để có thể kiếm được nhiều tiền. Thưa anh chị thân mến, thời lượng video còn lại thì chúng ta sẽ dùng 70% thời gian để luận giải sự nghiệp và tài lộc, 20% về sức khỏe và tình duyên gia đạo. 10% còn lại thì cùng nhau lắng nghe lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính, sao cho có cuộc đời thanh tịnh hơn, anh chị nhé. Sự nghiệp. Theo lời giải của tử vi chiêm tinh học, người tuổi Kỷ Mùi tính tình khiêm nhường, cẩn trọng, đầu óc suy nghĩ minh mẫn, khả năng phân tích vấn đề rất tốt, cũng biết phân biệt chuyện đúng sai. Họ có thể thoải mái đáp ứng yêu cầu của bất cứ công việc nào. Đây là người bẩm sinh đã có thiên hướng nghệ thuật, có óc sáng tạo và thẩm mỹ rất cao. Cũng có tài năng thiên phú về lĩnh vực y tế và hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng. Họ không thích cô đơn, ghét phải ở một mình. Người này không thích hợp để đứng ra làm người lãnh đạo, gánh vác trọng trách. Họ sẽ làm tốt hơn nếu có đồng nghiệp hợp tác ăn ý. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Vậy để đạt được thành công trong sự nghiệp, người tuổi Kỷ Mùi nên kết hợp làm ăn với người tuổi nào? Tử vi hé lộ, để vấn đề hợp tác làm ăn suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, người tuổi Mùi có thể cân nhắc hợp tác cùng những tuổi con giáp sau đây. Tuổi Ngọ. Hai người này ở cạnh nhau thường sản sinh ra bầu không khí rất thoải mái và lãng mạn. Giá trị quan của hai người thông thường rất phù hợp. Suy nghĩ của cả hai thường trùng với nhau một cách bất ngờ. Họ có thể xây dựng tình hữu nghị khá sâu sắc, khiến người ta ao ước. Tuổi Hợi. Trong đời sống hàng ngày, người tuổi Mùi và người tuổi Hợi là bạn tốt của nhau. Người tuổi Hợi rất thấu hiểu suy nghĩ của người tuổi Mùi, cũng rất giỏi quan sát hướng đi của họ. Tuy tính cách của người tuổi Mùi đôi khi có chút mâu thuẫn, nhưng người tuổi Hợi có thể thấu hiểu và thông cảm. Tất nhiên, người tuổi Hợi cũng có lúc không khâm phục đối phương trên phương diện thẩm mỹ quan. Tuổi Mão. Hai tuổi này thường xuyên tiếp xúc với nhau vì có cùng chung một lợi ích nào đó. Tuy nhiên, người tuổi Mão rất giỏi lấy lòng tuổi Mùi, mà người tuổi Mùi cũng rất yêu thích thái độ lạc quan của đối phương. Hai người tuy không thể dài lâu, nhưng ít khi xảy ra những mâu thuẫn lớn. Người sinh vào mùa đông năm Kỷ Mùi thì cả đời gặp nhiều sóng gió, vì mùa đông đối với dê là mùa không kiếm được cái ăn. Trong mùa này dê phải chịu đói. Nhưng dù người tuổi Kỷ Mùi rơi vào nghịch cảnh như thế nào thì cũng không nên tỏ ra buồn phiền vì không có đủ điều kiện cần cho cuộc sống. Vì khi họ gặp khó khăn, mọi người càng quan tâm đến họ. Dê thuộc ngôi thứ 8 trong địa chi. Theo quan niệm của mọi người thì số 8, bát, tượng trưng cho sự ổn định và phồn vinh. Người sinh năm Kỷ Mùi thể hiện năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực lớn nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Tương tự như vậy, cừu có khả năng chịu đựng tốt những điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lưa thưa. Dường như một sức mạnh vô hình ẩn chứa bên trong, cho phép chúng chịu đựng những thay đổi mạnh mẽ của môi trường. Người sinh năm Kỷ Mùi lại có khả năng chịu đựng ngoan cường, điều này cho phép họ sống sót, kể cả khi những người khác với vẻ ngoài cường tráng lại không thể làm được. Tử vi tuổi Kỷ Mùi cho thấy, tuổi Mùi là con giáp không biết lùi. Tuổi Kỷ Mùi đặc biệt thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Với tình yêu của cô gái tuổi Kỷ Mùi, họ cũng có những tiêu chuẩn chọn người yêu như tính cách của họ. Càng chân thật và điềm đạm bao nhiêu thì càng có được điểm cộng trong mắt họ bấy nhiêu. Tình yêu, hôn nhân trong tình yêu, người tuổi Kỷ Mùi đôi lúc là yếu đuối. Thực ra họ cũng mạnh mẽ nhưng là những chuyện khác chứ không phải chuyện tình cảm, nên họ cũng thường hay vấp ngã hoặc gặp trắc trở trên đường tình duyên. Người tuổi Mùi rất dễ bị thu hút bởi một người khác giới tài giỏi, duyên dáng nào đó. Những người phụ nữ sinh vào năm Kỷ Mùi đều rất lương thiện, thích được chăm lo cho người khác. Những người này cũng luôn biết cách giữ thân như ngọc. Tuy nhiên, những biểu hiện trên khuôn mặt của họ lại là đặc điểm thu hút sự chú ý của nhiều người khác hơn cả. Đặc biệt, tử vi tuổi Kỷ Mùi cho thấy, tính cách hay xấu hổ của họ cũng là một đặc trưng khiến cho những người khác cảm thấy vô cùng thú vị. Tuổi Kỷ Mùi có những đặc điểm hấp dẫn mà bất cứ người khác giới nào cũng bị thu hút. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi thì quyền lực và địa vị không quan trọng. Họ thích là một phần của tập thể hơn, nhưng sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo nếu được yêu cầu trực tiếp. Tuy nhiên, họ lại chẳng bao giờ xung phong làm thế. Loại công việc có thể phát huy tính sáng tạo sẽ đem lại thành công cho những người tuổi Kỷ Mùi. Biết cách tạo môi trường làm việc hài hòa là ưu điểm của người tuổi Kỷ Mùi, và vì thế họ thường nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Không chỉ có tài tổng hợp, họ còn là người có óc phân tích, luôn biết cách nhìn nhận vấn đề, sự việc một cách tỉ mỉ. Đây là một ưu điểm mà không phải ai cũng có được. Doanh nhân tuổi Kỷ Mùi thiếu quyết đoán nên thường để cơ hội tuột khỏi tay. Tuy nhiên, với trí thông minh và sự khéo léo thiên bẩm của mình, họ vẫn có thể tạo nên nhiều thành công đáng khâm phục. Trong kinh doanh, họ không quá chặt chẽ, dễ tin người cũng là nét tính cách dễ thấy ở những người tuổi Kỷ Mùi. Trong cuộc sống hay làm ăn kinh doanh, không ít lần họ bị kẻ xấu lừa gạt. Lời khuyên cho họ là nên tránh đảm nhiệm những công việc cần có sự can thiệp của nhiều người, nhất là công việc đầu tư tiền tệ. Tuy nhiên, nếu được sự bảo trợ của một ai đó, thì họ sẽ rất dễ thành công với hoạt động đầu tư bất động sản hoặc chứng khoán. Xét một cách toàn diện, tuổi Kỷ Mùi thường có cuộc sống bình lặng, ổn định. Tuy không phải ai cũng có thể trở nên giàu có, nhưng ít người tuổi Kỷ Mùi phải vất vả, lo lắng tới việc mưu sinh. Con đường sự nghiệp của họ phát triển khá ổn định và vững chắc. Nếu bạn sinh năm Kỷ Mùi thì tuổi thơ và hậu vận của bạn thường gặp may mắn, nhưng thời thanh niên và trung niên sẽ xuất hiện nhiều sóng gió. Tuy nhiên, bạn cũng rất lãng mạn và có nhiều kỷ niệm lãng mạn vì tính cách và khí chất của bạn khá đặc biệt. Như vậy, tính cách và khí chất này có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh bản thân bạn. Nói chung, khi còn nhỏ, bạn sống trong môi trường phẳng lặng, yên ổn. Vì thế, bạn luôn nghĩ về thuở niên thiếu, hoài niệm về những giây phút hạnh phúc. Bạn luôn hy vọng mình sẽ mãi không lớn lên. Bước vào thời thanh niên là thời kỳ quan trọng của cuộc đời bạn. Lúc này có nhiều vấn đề xuất hiện khiến bạn lo lắng, phiền lòng. Sau đó là thời kỳ trung niên, bạn cũng có những sóng gió như vậy. Đặc biệt là với tính cách quá lãng mạn, nó đã đem đến cho bạn nhiều phiền muộn về mặt tình cảm. Thế nhưng hậu vận của bạn lại rất hạnh phúc. Tài lộc của người tuổi Mùi. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi không có quá nhiều trắc trở, cũng không gặp phải nguy cơ quá lớn về tiền bạc. Khi còn trẻ, họ đã có thể sở hữu cuộc sống khá sung túc, đủ đầy. Song người này có một nhược điểm, chính xác hơn là thích mua những đồ xa xỉ phẩm, lại rất hào phóng, rộng rãi với bạn bè, nên tiền kiếm được tiêu cũng rất nhanh. Họ không có số mệnh đại phú đại quý, song vẫn có được cuộc sống nhàn tản, bình an, không phải lo lắng về tài chính. Không giàu nhưng cũng không phải thiếu thốn bao giờ. Nếu chuyên tâm hơn phát triển sự nghiệp thì họ có thể tay trắng làm nên, thành công gây dựng cơ đồ. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi. Cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tài sát, tuế sát, cách cóc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh. Rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chỉ là vì gặp những họa trên. Vì thế trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Chúng ta đều biết rằng, bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Dưới đây là những lời dạy của cố nhân là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là những ba đại kỹ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người, kẻo lộc tổn mệnh suy, rước tai ương về nhà. Điều cấm kỵ thứ nhất, nói chuyện không thể tùy miệng. Trong sách cổ được khai quật, miệng là cổng chính của tâm, nếu giữ miệng không nghiêm thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết. Ý là chân của tâm, nếu phòng ý mà không nghiêm thì sẽ dễ đi vào đường tà. Miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta. Nói như thế nào, không nên nói gì, kỳ thường không phải do miệng quyết định mà do nội tâm của một người quyết định. Có những việc không nói ra sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều lần nếu do thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống có một số người nhanh mồm nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ kỹ. Kỳ thường thói quen ấy nên cải sửa, nó không chỉ làm tổn hại bản thân mà hại cả người khác. Đối với bản thân không thể tùy tiện giãi bày, đối với việc riêng của người khác càng không thể tùy tiện tiết lộ. Bởi vì người khác thổ lộ bí mật với chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng, tín nhiệm chúng ta. Khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta? Khi tức giận, nếu hai người có thể lặng lặng rời xa nhau thì khi hết giận họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện không kiểm soát gây nên phẫn nộ thì mối quan hệ này sẽ rất dễ dàng đi đến kết thúc. Thậm chí mâu thuẫn sẽ đi đến đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Cho dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói. Nếu thực sự không có gì để nói thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. Điều cấm kỵ thứ hai, làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều là có giá cả tương xứng. Nếu một người muốn thu được kết quả gì thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn muốn vào trường danh tiếng thì phải nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn muốn tìm được công việc như ý thì phải có năng lực đủ lớn. Một người không thể muốn làm việc gì liền làm việc đó. Mỗi người chúng ta đều có thân phận khác nhau. Cha mẹ là trụ cột trong gia đình, phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Thầy cô là người dạy dỗ đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình. Trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân. Rất nhiều lúc chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể nào làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân mình. Lúc phẫn nộ, nếu chúng ta không kiểm soát được thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động việc làm, thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng. Vậy nên có thể nói, tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của bản thân. Điều cấm kỵ thứ ba, làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa đề cao sự thận trọng, ngay cả khi đang ở một mình cũng cần ước thúc bản thân. Một người bất kể trong tình huống nào cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm không nghĩ những việc trái với lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời phải hối hận, tiếc nuối. Người ta khi làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài, thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Những người ấy kỳ thực vẫn có lương tri và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người như thế sẽ không có ai nguyện ý kết giao, vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội là có quy tắc, làm người cũng có nguyên tắc. Chỉ những người thiện lương mới được người khác kính trọng và tán dương. thấy sự biến đổi huyền ảo khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết. Cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già, không phải ngày đêm hối hận vì đã cô phụ cuộc đời mình, thì cuộc đời này mới có ý nghĩa. Người tuổi Kỷ Mùi ngũ hành thuộc thổ, mà hành thổ đại diện cho tỳ vị, nên người này dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, đau dạ dày, đau đại tràng, phù thủng. Đặc biệt người này yêu thích ăn uống và không kén chọn, nên càng hay có vấn đề về phần này. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi với tháng sinh. Sinh tháng Giêng là người thông minh, năng động, suy nghĩ chín chắn, cẩn trọng nhưng lại thiếu quyết đoán, có số ít của nhưng sự nghiệp tiến tới, công việc danh giá, gia đình hòa thuận, vui vẻ. Tuy nhiên trong đời không tránh khỏi chuyện thị phi, cần đề phòng những sự cố bất thường có thể xảy ra. Sinh tháng 2, sinh vào tháng này, người tuổi Kỷ Mùi thường có tính ôn hòa, cư xử đúng mực, tấm lòng cao thượng, nghĩa hiệp. Họ thường có số tốt đẹp, mọi việc trôi chảy, sự nghiệp thành công, danh tiếng lẫy lừng, được hưởng phú quý và cuộc sống bình yên. Sinh tháng 3, Tiết Thành Minh thường sinh ra những người tuổi Kỷ Mùi thông minh xuất chúng, cao thượng, thẳng thắn, được nhiều người ngưỡng mộ, có số hưởng phúc, lợi lộc dồi dào, làm nên sự nghiệp lớn. Sinh tháng 4, sinh vào tháng này thường là người có hiểu biết, ý chí kiên cường, khó khăn thử thách nào cũng có thể vượt qua. Tuy phúc lộc đến muộn và có gặp tai họa, nhưng nhìn chung là có số sung túc, con cháu thành đạt. Sinh tháng 5, người tuổi Kỷ Mùi sinh vào tiết mang trùng thường có ý chí kiên cường, ứng khẩu thành văn, có tài lãnh đạo, quản lý. Họ có số mệnh tốt, quyền cao chức trọng, nổi danh khắp nơi, mọi việc như ý. Ngoài ra họ còn sống rất có tâm nên được mọi người kính nể, mến mộ. Sinh tháng 6, số tài trí hơn người, nhỏ nhã, nhiệt tình, trung thành, chính trực, trọng chữ tín. Sinh tháng này được phúc lộc trời ban, mọi việc thuận lợi, được mọi người ngưỡng mộ. Sinh tháng 7, người tuổi Kỷ Mùi sinh tiết Lập Thu thường có trí tuệ thông thái, ý chí kiên cường, bất khuất, số hưởng phúc trời ban, mọi việc như ý, làm nên nghiệp lớn, hưng thịnh bền vững. Sinh tháng 8, là người có học vấn, chức vụ cao, tự lập, tấm lòng chân chính nên không sợ tiểu nhân quấy phá. Sự nghiệp tuy có lúc gặp rắc rối nhưng vẫn trụ vững và phát triển thuận lợi. Sinh tháng 9, sinh vào tiết Hàn Lộ. Người tuổi Kỷ Mùi thường phải gian nan lập nghiệp mới có được thành công, nên để phòng bệnh tật và miệng lưỡi tiểu nhân thì cuộc sống sẽ được bình yên, vui vẻ. Sinh tháng 10, tuổi Kỷ Mùi sinh vào tiết Lập Đông là người có tài về nghệ thuật, khoa học. Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng vận mệnh tốt, đường thăng quan tiến chức rộng mở, nhiều bạn hữu, một đời may mắn yên vui. Sinh tháng 11, ngày sinh rơi vào tiết Đại Tuyết, số tuy được lộc trời ban nhưng cuộc đời gặp nhiều khó khăn, mưu sự khó thành, trung niên hưng thịnh, phát đạt. Sinh tháng 12, sinh vào tiết Tiểu Hàn, tứ phía băng phủ nên cuộc sống gặp nhiều trở ngại, số tự thân lập nghiệp, không được trợ giúp. Người này phải kiên trì và không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp thì cuối đời mới được hưởng phúc. Quý vị tuổi Kỷ Mùi thân mến, sống ở trên đời này cũng giống như cá uống nước, trên đường mưa gió mới tự biết ấm lạnh. Không phải ai cũng có thể đồng cảm với bạn và không phải ai cũng có thể hiểu và thông cảm cho bạn. Một số việc chỉ có thể tự mình gánh vác, một số khó khăn phải tự mình trải qua. Thay vì dựa dẫm, hãy học cách mạnh mẽ, chỉ bằng cách học cách tự lập, con người ta mới có thể tiến xa hơn. Trong cuộc đời này, ai cũng có những bể khổ cần phải vượt qua. Thay vì đứng dưới vực thẳm mong người khác giúp đỡ, thì tốt hơn hết, bạn nên nỗ lực hết mình và học cách tự cứu lấy mình.